Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Và hôm nay mình sẽ vào trong đây review tất tần tật những cái thông tin cơ bản cần thiết nhất khi mới đầu chơi một cái con game là Aga of Legendia. Thì mỗi ngày là mỗi có người chơi mới nên anh em thông cảm và chia sẻ góp ý giúp kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Hôm nay mình sẽ vào hướng dẫn đầu tiên, đó là anh em ở một cái giai đoạn đầu từ level 1 tới level 400 thì các anh em đừng có reset ở dọc đường, mà các anh em hãy chờ lên level 400 để reset. Làm cái gì đó là sách giáo khoa người ta đã có ghi, thì anh em lên level 400 là anh em sẽ reset liên tục trong vòng là 3 lần. Thì lấy 3 lần đó các anh em có thể là đi làm nhiệm vụ, là làm nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 220, nhiệm vụ 380 và nhiệm vụ 400 luôn. Nó rất là nhẹ nhàng để các anh em đi farm từ cái level chưa tới cái mốc 400 mà các anh em reset thì các anh em phải bù S các kiểu. Và xong cái phần reset nó rất là đơn giản. Thì tiếp theo thì các anh em vào ở trong đây, các anh em có thể là vào trong cửa hàng để các em mua cái ba lô. Ba lô để mở rộng cái gương ra. Khi mà mở rộng cái gương thì chúng ta có thể là chứa đồ nhiều hơn. Còn nếu mà anh em nào có đầu tư thì các anh em có thể là mua những cái mảnh bùa như vậy đây. Ở đây là một cái mảnh bùa cần thiết nữa. Anh em mua ở đây là một chiếc nhẫn và một con gấu. Chỉ cần mua ba món này thôi là chúng ta có thể farm từ đầu game tới sập game luôn. Cũng y chang như gì quả anh em. Đừng có mua HP, đừng có mua mana, mấy cái đó không cần thiết đâu. Còn những cái vé event tích cơ này thì nữa mình sẽ gộp chung lại một cái sự kiện để đi làm cho anh em xem nha. Khi các anh em mua xong thì các anh em vào ở trong đây, các anh em lấy đồ ra nha. Chứ nó không có ADD thẳng gì trong cái gương đâu. Khi mà tạo nhân vật thì các anh em vào trong đây, bấm vào ở đây. Khi vào trong đây nó sẽ có một cái mục để chúng ta nhận một cái gift code. Các anh em bấm vào trong gift code. Thì gift code này mình đã có hướng dẫn đi, hướng dẫn lại rất là nhiều rồi. Anh em chỉ cần là nhập là EGA 4 số 8 là sẽ nhận được thôi. Các anh em muốn test một cái con nhân vật cho ra một cái lượng RAM chuẩn tốt nhất có thể thì các anh em hãy chờ theo những cái lần reset các anh em hả test. Như ví dụ điển hình, khi các anh em từ 1 level tới 400 level, các anh em muốn biết ở cái con này mình cộng theo hướng nào, thì ở trong tới 400 level chúng ta reset được 3 lần. Lần đầu chúng ta có thể là cộng bên hướng anh ghi, lần thứ hai có thể là cộng bên hướng là RTG, lần thứ ba chúng ta có thể là cộng bên hướng E nè. Cái đó là mình ví dụ và demo. Mỗi một lần mình reset mình cộng một lần là không bị âm điểm và không bị mất cái điểm buy-in. Nhiều khi mà các anh em lên một cái đỉnh điểm cần phải là 5 master, 10 master chúng ta mới có thể là reset. Trong khi đó các anh em giỏi quá, các anh em ơi, mà cái đường này mình cộng chưa có ra được đam, bức rứt quá các anh em đi vô tẩy. Thì nếu mà may thì nó không có bị trừ điểm, còn nếu mà xui mà đen nó trừ một cái hết dơn luôn là các anh em phải nhờ người xô đẩy kéo lôi gì đó mới farm được. Cái đó không hẳn là nó mắc, nhưng mà chúng ta phải reset lại nó mới trả điểm là chúng ta. Thì cái đường mà đợi test đam tốt nhất thì các anh em chờ chừng nào mà mình reset rồi mình hả test đam. Điển hình là từ level 1 tới level 400 reset 3 lần tương đương với 3 lần mà mình cộng nha anh em. Và gần đây nhất là một cái bảo trì 2 lần một ngày thì người ta đã tổng kết lại giữa những cái tài khoản nào mà bị lỗi và phá những cái tài khoản nào mà boost. Thì mình khuyên các anh em hãy chơi 5 ạc trên một cái ID thôi, đừng có chơi lố lăng quá. Nếu mà lố lăng quá bị phá thì nó tội lắm anh em ơi. Ở đây người ta sẽ feed lan loại double ganger gayon thì cái đó là chưa cần thiết ở giai đoạn đầu. Những anh em nào cài chay thì không cần nghĩ tới mấy cái đó, chừng nào phẻ lên hả nghĩ tới, còn hiện giờ thì không cần nghĩ tới nha. Người ta đã fix tính năng từ cộng 9 lên tới cộng 15 ở cái Goblin mà bắt buộc anh em phải cộng hẳn vào ở trong nhân vật của mình luôn. Ở trong nhân vật như ví dụ các anh em cộng ở đây, các anh em bấm vô chữ nâng cấp thì nó sẽ có nâng cấp ở đây từ 0 tới 15 luôn, gia cường tính năng hoặc là thêm dòng hoàn hảo cái gì đó thì các anh em có thể là cộng trực tiếp ở nhân vật luôn. Nó không cho lại cái máy chủ Goblin, máy chủ Goblin chỉ có là ép vé thôi, nhưng mà ép vé nó sẽ có tỷ lệ xịt ép vé, anh em nên mua hẳn nó cái vé luôn để cho nó ngon lành. Đừng có mà đi ép, ép nó sẽ có tỷ lệ xịt, mà trong khi đó chúng ta phải cần mua trao nữa. Trao thì hiện giờ nếu mà mua thẳng trên shop thì 20, còn mua ở ngoài tầm khoảng là 10-15. Qua một điều cực kỳ là ngon lành, theo mình nghĩ là ngon nha. Vì sao? Khi mà người ta mở chế độ là 10 reset và 10 master trở lên mới cho giao dịch được, thì như vậy chúng ta sẽ có một cái server là không có clone quá nhiều. Thì như vậy là chúng ta chơi với một cách là thoải mái nhất có thể. Theo mình thấy người ta làm là cái này là đúng, qua theo mình
trải nghiệm là từ hôm qua tới bây giờ cái lượng ngọc người ta cho gơi ít lại thì mình nghĩ ngọc nó sẽ tăng giá nữa, anh em đừng có vội bán nha. Lúc trước farm như gì á, một ngày nếu mà bèo gì á thì mình lụm cũng hơn là 10 viên, không có bùa bút gì hết là mình cũng lụm hơn 10 viên một ạ. Như bây giờ á thì một ngày lụm không tới 10 viên đâu anh em, nếu mà may thì các anh em có thể tới, còn hầu như là mình thấy là không có tới luôn chứ không có mà may gì nữa nha anh em ơi. Và sau khi sửa lỗi thì người ta cho anh em một cái gift code là EGA123, cái gift code đó là không biết nó có nhăn chầm hay không. Còn mình đó thì mình đã sử dụng hết bút rồi, hiện giờ mình sử dụng cái gift code đó làm được một cái làm nhăn 100% và kèm theo một con gấu, cái đó thì cũng cực kỳ ngon ở cái giai đoạn mà người ta đã bảo trì 2 lần một ngày. Có một cái tính năng cực kỳ hay nữa thì mình sẽ xin giới thiệu cho anh em luôn, một cái tính năng là kết hôn. Thì hai con nhân vật mà kết hôn với nhau, ví dụ là nhân vật nam thì có thể là chọn những con nam như là DK, DL, GF, Dakin, phù thủy, còn nữ á, thì các em có thể là chọn cung nữ, sum hoặc là GL. Thì những cái con đó đi lại kết hôn với nhau thì nó sẽ tăng lên 10% S, đặc biệt là phải đi chung nha. Cái đó là có một anh Bờ Gồ Ship Vũ anh ấy đã cho mình hay, anh nói là đã test rồi và có tăng cái lượng S. Mình nghe như vậy nên mình đã vào trong đây review lên cho anh em xem. Và ở đây là một cái nghi thức để mà mình kết hôn xem là nó có được tăng S hay không. Thì các anh em muốn kết hôn được thì các anh em phải chọn một con nhân vật nam và một con nhân vật nữ, phải chung một server và chung một cái máy chủ. Ở đây là mình cho một cái con GF là cái con chính của mình và một cái con nhân vật phụ đó là một cái con nhân vật sum. Cái con nhân vật nam còn gọi là chú rể phải đứng là tọa độ 13-26 và khi nữ thì sẽ là 13-25. Nhìn vào màn hình thì các anh em thấy là mình đang đứng ở vị trí là 13-25, còn ở bên con GF của mình là đứng ở 13-26. Và đặc biệt tới đây thì các anh em sẽ gõ cho mình một cái lệnh, đó là một xoẹt nè và magi. Magi là một cái lệnh để mà mình cầu hôn, và cái tên nhân vật nữ của mình các anh em viết vào. Như cái con nữ của mình hiện giờ mình đang đo có là phiêu diêu thì mình đã vô là một xoẹt magi phản cách là phiêu diêu, xem là nó có kết hôn được hay không. Ở đây là nó sẽ nổi lên một cái dòng nè, một cái dòng là có người cầu hôn, bạn có muốn chấp nhận không. Thì mình sẽ gõ lại một cái lệnh, khi ở đây là bên nữ cũng gõ một cái lệnh là một xẹt nè. Khi mà mình đồng ý để mà mình gõ cái lệnh thì các em thấy trên màn hình nè là mình sẽ gõ một xẹt nè, rồi ạt nè, kép nè, T Mary, thì mình sẽ bấm vô OK xem nó sẽ như thế nào nha. Và xin chúc mừng bạn một anh chàng là GF và Phiêu Diêu đã thành vợ chồng. Các em thấy ở trên cái màn hình không? Nó sẽ có hiện hai cái dòng màu vàng. Thì như vậy là chúng ta đã kết hôn thành công. Khi ở đây kết hôn thành công rồi ra test luôn một cái lượng S là nó sẽ như thế nào khi mà farm chung một bãi quái nha. Còn nếu mà gián đoạn với nhau là một người ở một cái map này và một người ở một cái map khác thì chúng ta có thể là di chuyển trực tiếp lại với nhau xem nó có được hay không, thì mình sẽ test luôn là di chuyển lại có được hay không nha. Để mình sẽ chạy cái con sum này trước đi về một cái bãi farm và cái con kia mình te le lên sẽ như thế nào. Và mình sẽ cho cái con sum ở đây, mình sẽ lấy coi con GF mình mo ve lên xem nó có được hay không nha. Khi mà muốn di chuyển lên thì mình sẽ lấy cái con GF mình di chuyển lên, sẽ gõ một cái lệnh, anh em sẽ gõ một cái lệnh là chat em Mary. Sao mà nghe tới đây nó hơi cắn cắn cái gì anh em, mình sẽ bấm OK xem nó sẽ như thế nào. OK rồi, nó không theo luôn anh em ạ. Cái này nó chỉ áp dụng cho PC thôi, còn ở trên mobile nó không có tele theo anh em ơi. Mình sẽ gõ là một lần nữa xem cái con của mình nó có mo que theo không nha. Đây, sẽ gõ là một cái lần nữa, mình sẽ gõ là một cái lần nữa xem nó có mo que 1 2 3 lên không nha. 1 2 3 lên rồi, không lên anh em ơi, mất chạy bộ rồi, không có lên được nha. Như vậy nó chỉ cho mình kết hôn thôi, để hai con này nó lại gần với nhau xem là cái lượng S nó sẽ lên như thế nào. Để mình chạy con GF lên nữa nha. Lên trên đây rồi anh em ơi, đã lên tới nha. Mình bật cái con này farm lên xem là cái lượng điểm phần trăm của mình nó lên được bao nhiêu. Đây, lượng điểm phần trăm của mình nó lên khá là ổn nha anh em. Nếu mà cái con GF của mình nó không lên thì các anh em thấy là chỉ số phần trăm nó lên rất là chậm. Khi mà cái con GF của mình nó lên rồi thì nó rất là nhanh luôn nha. Nó tại vì nó thêm được 10% lượng F nữa các anh em thấy không. Khi con GF nó chưa lên thì ngay gan cái mũi tên của mình nè là cái phần trăm F nó không có lên. Còn khi mà cái con GF nó lên rồi các anh em thấy nó lên rất là nhanh luôn. Như vậy là các anh em hãy mau mau kết hôn để mà cho cái lượng S của mình nhanh nhất có thể nhanh. Vì một clip thì mình không thể review quá nhiều sự kiện để cho anh em, các anh em không nắm bắt được. Nhiều khi anh em rất là dội vào xem mới chút xíu, à cái này được nè, nhào vô rồi các anh em tải, các anh em chơi liền, rồi các anh em không biết cái sao. Nên một clip mình chỉ gói ghém làm tầm khoảng là 4-5 cái thủ thuật, 4-5 cái những gì mà nó quan trọng nhất để cho các anh em có thể là nắm bắt được.
Nhiều khi các anh em tua thì các anh em cũng có cái này và vớt được cái kia, bỏ cái nọ thì cũng không sao, để mà mình làm tuồn luôn từ đầu cho tới chân luôn á thì các anh em bỏ rất là nhiều. Và clip sau mình sẽ làm những cái tổng hợp hay hơn nữa để chia sẻ cho anh em biết ngay vừa luôn nha. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian nghe quý báo xem hết cái video của mình, và hẹn gặp anh em một cái video gần nhất.